cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát an trụ an nhẫn ba la mật đa mà dẫn nhiếp tinh tấn ba la mật đa phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát an trụ an nhẫn ba la mật đa mà phát khởi dũng mãnh tinh tấn hơn nữa thường nghĩ thế này nếu một hữu tình nào ở ngoài một do tuần hoặc ngoài mười do tuần hoặc ngoài trăm do tuần hoặc ngoài ngàn do tuần hoặc ngoài trăm ngàn do tuần hoặc ngoài một ức do tuần hoặc ngoài mười ức do tuần hoặc ngoài trăm ức do tuần hoặc ngoài ngàn ức do tuần hoặc ngoài trăm ngàn ức do tuần hoặc ngoài một triệu do tuần hoặc ngoài mười triệu do tuần hoặc ngoài trăm triệu do tuần hoặc ngoài ngàn triệu do tuần hoặc ngoài trăm ngàn triệu do tuần hoặc ngoài trăm ngàn ức triệu do tuần hoặc ngoài một thế giới hoặc ngoài mười thế giới hoặc ngoài trăm thế giới hoặc ngoài ngàn thế giới hoặc ngoài trăm ngàn thế giới hoặc ngoài một ức thế giới hoặc ngoài mười ức thế giới hoặc ngoài trăm ước thế giới hoặc ngoài ngàn ước thế giới hoặc ngoài trăm ngàn ước thế giới hoặc ngoài một triệu thế giới hoặc ngoài mười triệu thế giới hoặc ngoài trăm triệu thế giới hoặc ngoài ngàn triệu thế giới hoặc ngoài trăm ngàn triệu thế giới hoặc ngoài trăm ngàn, triệu giới, ngoài trăm ngàn ước triệu thế giới là hữu tình đáng độ thì nhất định ta sẽ đến phương tiện giáo hóa khiến hữu tình ấy thọ trì hoặc một học xứ hoặc hai hoặc ba cho đến cụ giới huống là giáo hóa khiến đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc quả vị độc giác, hoặc khiến an trụ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, còn không mệt mỏi huống là giáo hóa vô lượng vô biên hữu tình đều khiến được lợi ích an lạc thế gian và xuất thế gian lại đem thiện căn tinh tấn như thế cho các hữu tình Cũng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ ca tột dùng vô sở đắc làm phương tiện khi hồi hướng quả vị đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm đó là ai hồi hướng hồi hướng để làm gì hồi hướng về đâu ba tâm như thế đều vĩnh viễn không khởi thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ an nhẫn ba la mật đa mà dẫn nhiếp tinh tấn ba la mật đa